Các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Liên minh châu Âu EU đã tiến hành hội nghị cấp cao trực tiếp đầu tiên tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Sự kiện đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-EU được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên quan hệ kinh tế tốt đẹp hơn, cũng như sẽ giúp các nhà sản xuất châu Âu tại châu Á đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu thô. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Đây là lần đầu tiên ASEAN và EU phối hợp tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm quan hệ hai bên tại EU với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao các nước thành viên ASEAN và EU kể từ khi thiết lập quan hệ đối ngoại vào năm 1977 và nhất là sau khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2020. Sau 45 năm, quan hệ ASEAN-EU đã phát triển năng động, mở rộng bao trùm các lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế thương mại, văn hóa xã hội và hợp tác phát triển. EU nhấn mạnh ASEAN giữ vị trí trung tâm trong chiến lược hợp tác của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng với ASEAN. ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của EU sau Mỹ và Trung Quốc, với kim ngạch thương mại trị giá hơn 215,9 tỷ euro trong năm 2021. Dự kiến, tại hội nghị, các lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ cùng nhìn lại, đánh giá tổng thể chặng đường quan hệ đối tác trong 45 năm qua và đề ra những định hướng quan trọng phát triển quan hệ ASEAN-EU trong thời gian tới và đồng thời dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.